Rồi, như các bạn đang thấy, hiện tại mình đang ngồi cạnh Mr. Lý Thuyết. Lại đi, tôi cười lắm. Anh giới thiệu mày là Đạt Zila nhá. Ừ, mày Đạt Zila. Đạt Zila đi. Đạt Zila nhá. Để rồi, mày có biệt danh như đi. Biệt danh ấy. Rồi, huy công, huy công. Rồi, hiện tại ngồi cạnh mình đây đang là Mr. Lý Thuyết và Đạt Zila. Đây, đây là Mr. Lý Thuyết và đây là Đạt Zila. Tên là Đạt và chúng tôi đặt biệt danh cho nó là Đạt Zila để có một cái tên gọi là gợi nhớ. Cũng như là để gọi là nhìn thấy được cái sự tiềm năng của em nó, ok. Hôm nay sẽ là một buổi tập lưng, nhưng mà sẽ không phải là một buổi tập lưng theo giáo án của mình, mà sẽ là theo giáo án của Mr. Lý Thuyết. Để cho nên là buổi này sẽ rất là khác so với mọi khi và có thể có những cái bài mình chưa từng tập bao giờ. Ok, xin chào các em bé ham tập luyện của kênh Mai Quang Huy. Mình là Mr. Lý Thuyết và hôm nay buổi tập hôm nay sẽ có một chút khác biệt, đó là các bạn sẽ không được tập theo giáo án của anh Mai Sulek, Mai Quang Huy nữa, mà các bạn sẽ tập theo giáo án của mình. Lý do là vì sao? Tại vì hôm qua, buổi đêm hôm qua, khi mình chuẩn bị đi ngủ thì Idol Huy có nhắn tin cho mình là: anh ơi, kênh của em dạo này nó lặp đi lặp lại nhiều quá rồi. Em thì to quá rồi, khách mời em cũng toàn người to rồi, giáo án của em nó cũng khủng bố quá rồi. Nên là bây giờ em muốn có một cái làn gió mới cho kênh của mình. Đấy, em cần một người nó phế một tí. Cái gì? Nó phèn phèn một chút như anh chẳng hạn. Đấy, anh sẽ là một nhân tố mới để tạo nên một cái làn gió mới cho kênh của em. Đấy, để nó có chút chất phèn ở trong đấy để chất phèn tăng sự tương tác. Đấy, và em thấy là cái giáo án của anh nó là cái thứ em đang cần. Đấy, thì mình rất cảm ơn Huy vì lời khen đấy. Và mình đã đồng ý để phổ cập cái giáo án này cho mọi người, nếu ai muốn bé đi như mình chẳng hạn vậy. Rồi, những bài tập gì thì hiện tại chúng tôi sẽ chưa tiết lộ, bởi vì đây sẽ là những bài tập thần thánh của Mr. Lý Thuyết, cho nên là tí nữa vào tập thì các bạn sẽ được xem. Bây giờ mình sẽ hỏi phỏng vấn em Đạt Zila để xem là em ấy có cảm nhận gì khi sắp sửa được trải nghiệm cái buổi tập lưng gọi là bùng cháy pump death của Mr. Lý Thuyết nhỉ. Em là Đạt Zila. Và xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình đang tập, mình không biết tại sao lại được hai con vượn ở trong phòng. Hai con vượn trong phòng rủ. Hiện tại thì mình đang tập thì không biết tại sao lại được hai con kinh công ở trong phòng rủ ra để quay video, và mục đích hình như là để mình làm cái mốc để hai đồ chụp ảnh pump check cho nó có cái sự tương phản. Tại vì hai đồ hiện tại đang quá to ở trong phòng. Và đến với buổi tập này thì mình cũng vừa cảm thấy vui và cũng vừa cảm thấy rất là áp lực. Tại vì hai con kinh công là chuẩn bị kẹp mình như kiểu kẹp thịt rồi. Một con kinh công thôi. Một con kinh công và một con Godzilla. Giấu tay đi ngay lập tức. Và mình xin chuyển mic lại cho hai đồ Huy. Rồi, được rồi. Đấy, hôm nay sẽ có ba anh em mình cùng đi tập với nhau. Và giáo án sẽ là giáo án mới. Nên là cũng là một cái sự gọi là trải nghiệm đối với mình. Như kiểu hôm trước mình tập hai volume với cả anh Dương, hay là một buổi tập lưng với anh Hoàng Tạ ấy. Những bài tập nó khá là mới, hay thậm chí là những cách tập. Có thể là những cái bài tập nó vẫn thế nhưng mà cách tập nó khác. Đấy, thì buổi hôm nay mình sẽ học hỏi thêm được từ Mr. Lý Thuyết cũng như là Đạt Zila, hai anh em kinh nghiệm gì thì sẽ chia sẻ với nhau. Và ba anh em mình sẽ cố gắng là tương tác với nhau như có thể và chia sẻ với anh em. Nói chung là video này thì mình nói trước là nó sẽ không kiểu quá là nghiêm túc hay là gì đâu. Tất nhiên chúng tôi vẫn sẽ tương tác với nhau với những cách gọi là tự nhiên nhất, bựa nhất và xàm lờ nhất để chia sẻ kinh nghiệm của riêng bản thân mình cũng như là những anh em mình đi tập cùng thôi. Đấy, rồi và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu tập với bài tập đầu tiên nhé. Các bạn sẽ được thấy sau khoảng 5 giây nữa. Rồi, ok, bài tập đầu tiên của bên tôi Lý Thuyết là gì nhỉ? Bài tập đầu tiên hôm nay sẽ có một chút khác biệt. Vẫn là một chuyển động kéo dọc, nhưng mà không phải là lắp bun down, mà là weighted pull up, tức là kẹp tạ vào để kéo xà. Bài này sẽ tập trung chủ yếu ở phần lát, phần cơ tròn lớn ở bên ngoài để phát triển thêm độ rộng. Đấy, bài đầu tiên sẽ là Weighted Pull-Up anh em ạ. Bài này là một bài gần như mình không tập bao giờ. Mặc dù là hồi trước mình có tập Calisthenics nhá, nhưng mà mình chỉ tập với Body Weight thôi. Mình chưa từng tập Weighted Pull-Up bao giờ. Hay là lần đầu tiên ấy, mình không đùa các bạn, lần đầu tiên luôn ấy. Thế nên là có thể sẽ gặp một vài khó khăn. Và chúng tôi sẽ không có cái đeo để gọi là buộc quả tạ ở đây mà sẽ phải kẹp tạ vào chân anh em ạ. Có thể bài này sẽ hơi khó chịu một tí nhá. Anh ra. Hãy đi tập cơ à? Rồi, khởi động trước nhanh em nhé. Khởi động qua đã. Một hai set xong rồi sẽ bắt đầu vào set chính luôn. Chưa tập bài này lạ lẫm quá. Ừ.
Vào đây em ơi. Anh bảo mày flex vừa thôi, mẹ có khách mời, tôi chưa mời đi. Đồ má mày tỏ ra yếu đuối. Rồi mình sẽ tăng tạ lên dần bằng cách là kẹp thêm tạ vào háng nha anh em nhé. Đây, quả tạ mình sẽ kẹp vào là quả 12 cân trước. Xét chính thì mình sẽ kẹp quả 20 anh em ạ. Ui mẹ này dễ tụt thế nhở. À, kẹp vào xong co gối lên à. Thả lỏng. Cái quả tạ nó cũng tự móc vào trên mình luôn. Nó sẽ rơi xuống đấy, ví dụ thế. Được. Ôi đi. Móc xem nó co cho nên là tạ nó tự xả nó rơi. Thế là phải vắt chéo hai chân lại với nhau thì mới khóa được quả tạ lại, hiểu không? À, nó còn vắt chéo hai chân để khóa tạ lại. Khi mà mình thả lỏng ra này thì nó chả rơi được đây này. À. Mẹ đúng một kinh nghiệm người tập này nhiều. Mình không tập bao giờ anh em ạ. Okay, cách kẹp tạ sẽ là kẹp xong rồi vắt chéo chân lại để có tạ nó tự rơi vào chân anh em ạ, tự khóa vào chân ấy. Hay ạ. Đạt Zila bắt đầu đi em, lên đi. Đúng rồi. Được đấy chứ, Mấy set anh? Chắc là 3 set thôi. 3 set à? Tiếp về, bài nữa đây. Tiếp. Lên. Cái nữa. Lên. Cái cuối. Được. Lên. Lên, tả cho môi. Một cái nữa. Đó, kéo đi. Đi cột mẹ. Rồi, đến lượt Victor Lý Thuyết anh em nhá. Bài làm 3 set. Hai mươi cân. Từ Lý Thuyết tầm cụ 20 cân anh em nhá. Chắc không phải có tầm 20 cân thôi. Lên. Con để không? Rồi lên để cho. Hãy thôi rồi. Không đếm luôn. Hai mươi cân nặng phết anh em ạ. Đi về tụt tạ anh ơi. Đéo kẹp được ấy. Kẹp đi. Anh kẹp hộ em phải. Này à? Ok. Rồi. Kéo đi. Đấy, ui. Phải anh em nghĩ. Bác Zila mà. Đúng rồi, Đạt Zila. Thật sự thì sau khi hoàn thành xong 2 set Weighted Pull Up cùng Idol Huy, mình cảm thấy lựa chọn buổi tập này cùng với Idol Huy thật là một lựa chọn sai lầm, đúng không? Đúng không, Đạt Zila? Sai lầm luôn. Đúng là một lựa chọn sai lầm. Tự nhiên em bị kéo vào, không hiểu. Ok. Đạt Zila lên đi em ơi. Ây à, bùng nổ luôn mà. Mắc sao luôn cho anh em sợ nào.
Mà xóa đi. Con nào? Thử luôn. Ui, ui mẹ tí được. Từ mình thử mắt xóa phát. Tôn trọng khách mời. Thử thôi. Tôn trọng khách mời. Tôn trọng khách mời. Tôn trọng khách mời các bạn. Kênh gia đình mà. Như thế đéo có gia đình như thế rồi. Như thế đéo có gia đình. Cái thử một cái. Đi mà thử nhưng mà đừng quay. Cái thôi. Mày rồi đừng thử. Cái mà lâu không tập mắt xóa thử cái mà. Thôi thử thôi. Thử đi. Anh sợ anh tập thấy đau củ chỏ quá. Suýt được. Rồi xong 3 set rồi đấy anh ơi. Lên. Tiếp ơi. Hai nữa được ấy. Vai vẫn phải kéo được cái nữa. Godzilla quyết định là thực hiện lại tình huống mất swap vừa rồi. Để anh em ơi. Ua. Được vào. À nhờn. Sợ chưa? Sợ cái. Được đấy. Cuối buổi nhá. Hảo hán, được. Trước khi đến bài tập thứ hai thì mình cũng có một chút lưu ý. Đấy, ở bài tập thứ nhất đó là bài Weighted Pull-up đúng không? Đấy, chúng ta phải có một chút lưu ý ở đấy. Đối với những người mới tập, chúng ta cần phải lưu ý 3 điều. Thứ nhất đó là bạn phải chọn được mức tạ phù hợp để có những cái rep tập chất lượng nhất. Đấy. Đúng, cái này hợp lý đấy. Cái thứ hai đó là độ rộng của tay phù hợp để tránh chấn thương. Và thứ ba đó là chọn bạn tập phù hợp để tránh bị sỉ nhục. Ok. Bởi vì nếu mà thằng tập cùng bạn nó ao trình bạn quá, như kiểu là thằng này nó ao trình mình chẳng hạn, thì chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mẹ nó buổi tập hôm đấy nó sẽ không còn cái bạn không muốn tập nữa, đúng không? Nhờ cái chó đi nhờ cái gì mà nhờ. Rồi bài thứ hai đi. Okay. Bài thứ hai là bài kéo dọc với thanh V3. V3 Trap Pulldown thì không phải là V3 Lat Pulldown đúng không? Ai đặt Zilla bảo thế. Bài vừa rồi là mình đã tấn công vào phần tròn lớn với cả phần lat rồi. Đấy, nên là bài này mình muốn tấn công vào phần trap 2, trap 3 thì mình sẽ kéo với thanh này. Rồi, xin mời Dazila vào demo đi nhỉ. Vào đi em ơi. Sợ cái gì này. Đây, đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy mô hình giải phẫu học của Dazila. Đấy, Dazila sẽ thực hiện một setup. không cần. Dazila sẽ thực hiện một setup để các bạn biết được kỹ thuật tập. Đấy, vào đi em. Thì đấy, bây giờ như hôm trước anh hướng dẫn đây là hơi ngửa người ra phía sau một chút, ưỡn ngực lên. Đấy, khi mà kéo thì mở rộng cái cùi chỏ này ra một chút. Đấy, như thế. Và kéo xuống, không cần phải chậm, không cần quá sâu. Đấy, không cần kéo quá sâu, đấy như vậy. Nhưng mà nghĩa là để muốn vào trong 2, trong 3 thì cần phải ép bả vai vào nhau đúng không? Khi mà để muốn vào trong 2, trong 3 ấy, thì thứ nhất là mình không cần phải áp chinh xuống như kiểu là mình kéo lát. Đấy, để tránh cái việc mà kích hoạt. Theo anh cảm thấy vậy á. Đấy, cái này không phải là anh nói theo kiểu lý thuyết gì đâu nha mẹ. Ok. Đấy, theo anh cảm nhận là như vậy, là không cần phải áp chinh xuống, không cần phải ấn bả vai xuống để tránh cái việc mà lát của mình tham gia quá nhiều. Đấy, đúng, mà mình sẽ kéo xuống ngay và khi mà mình kéo ấy, thì lưu ý mở xoay cái cùi chỏ ra này, xoay kiểu cùi chỏ ra này. Thay vì mình xoay bên trong cái này ấy, thì mình kéo xuống đi, xoay bên trong kéo xuống. Thì cái cùi chỏ nó ép sát vào người ấy. Nó sẽ vào lát nhiều đúng không? Đấy, thì bây giờ ấy mình xoay cái cùi chỏ ra đấy và kéo gần, nó gần như là giống, nó chuyển động, nó cảm giác nó gần giống bài face pull ấy. Bài kéo cầm rope face pull ấy, đấy kiểu thế. Ok. Đấy, không đây, và không cần phải kéo xuống sâu quá, bởi vì khi mình kéo xuống sâu ấy thì chắc chắn là cái cùi chỏ của mình nó sẽ bị xoay. Nó sẽ lại vào lát. Okay. Đấy, nên là mình chỉ cần kéo ví dụ như kiểu là qua trán một chút thôi, không cần phải xuống dưới cằm. Đặt Zilla kéo sâu đấy. Má kéo vừa vừa thôi.
vào lát bây giờ. Nào bắt đầu ơi. Người ra tí và nhìn lên trên rời nhá. À, nhìn lên rời à? Nhìn lên rời đúng không? Rời, đúng rồi. Nhìn ok, rời. Nhìn lên rời nhá. Được, được, được. Nhìn lên rời. Đấy, khi mà nhìn lên rời là tự nhiên là chat nó sẽ kích hoạt, hiểu không? Không phải mấy cái tưởng như thế. Cầm dịch đây đây, xuống đây, xuống đây này. Anh đây, anh cầm dịch lên trên này. Ok, ok. Ngửa, ngửa, ngửa người ra ấy. Kiểu nếu mà hơi khom người thì nó sẽ vào xôi ấy. Ngửa người ra ấy, nó là ngửa người ra. Ôi địt mẹ vào nha. Vào mà. Vào nha. Bài này phế quá rồi mà. Ai đầu Huy bảo thế? Đâu, em bảo là bài khác, đéo phải bài này. Ủa chuột rút mẹ luôn ấy. Vào thật mà. Ui, chỗ rút con mẹ đứng giữa luôn mà. Không kéo luôn đấy. Chỗ rút đứng giữa nghĩa là nào? Nghĩa là có vào hay không? Có. Có vào chat không? Rất vào chat. Rất vào chat đúng không? Bài này dành cho chat boy đúng không? Chết rồi. Bài này đúng không? Chỗ rút luôn mà. Chắc là giảm tạ thôi. Ui, nó chụt rút mẹ lên đây này. Chỗ này này. Có phải là nó vào phần mít mạch nhiều đúng không? Ờ, vào đấy thật. Đặt Zira mày vào, mày kéo lại em, anh thấy vào lắm. Hả? Đặt Zira mà kéo lại anh thấy vào mà. Được đấy, được đấy anh em ạ. Khai sáng, thì chưa tập bài này bao giờ. Anh tập bài này để trở thành chọn boy. Anh nhớ cái video đầu tiên anh em mình quay ở đây không? Sau rồi đoạn này anh em mình nói sốc cơ bắp giống Andro tập chân để sốc cơ bắp về. Đấy các bạn vuốt cái video đầu tiên trên kênh mình đi tập với Mr. Lý Thuyết là anh em chúng tôi có những cuộc nói chuyện rất là sầm lờ. Bây giờ hết sầm lờ rồi à? Bây giờ thì vẫn sầm lờ. Bây giờ sầm lờ một cấp độ mới mẹ ơi. Nhìn lên rời mà. Rời đâu? Xoay cổ rõ ra một tí, xoay cổ rõ ra một tí. Không cần phải xuống sâu quá đâu, bỏ cái mindset xuống sâu đi. Không phải lúc nào sâu cũng tốt được. Không phải lúc nào cũng phải lúc cán. Em hai bả vai vào nhau. Không phải lúc nào lúc cán là tốt đâu em ạ. Trọng tài hơi nặng rồi. 70 cân các bạn ạ. Kéo bằng con mẹ body weight rồi. Kéo mẹ bằng con mẹ Mr. Lý Thuyết kéo rồi. Má. Tiếp cái nữa. Cái đó đi, một cái cuối. Đây các bạn thấy cách Mr. Lý Thuyết đang tập. Đây là các bạn phải ngửa mặt nhìn lên rời. Không cần xuống sâu quá anh em ạ. Chỉ cần xuống đến cằm là được rồi, thậm chí là chưa cần đến cằm. Cố gắng khi các bạn xuống các bạn ép được hai cái bả vai vào nhau. Bởi vì tất nhiên là để kích hoạt được chap thì bắt buộc là các bạn phải ép được bả vai vào nhau. Rom, cái rom của chap nó rất là ngắn, không dài kiểu là sâu đâu. Ờ đúng. Cần xuống sâu. Đúng. Cái cùi chỏ mình nó sẽ xoay vào trong ấy. Thế nó lại vào lát rồi. Ok. Chắc em để 70 đây. Bài. Xuống trọng đấy. Thế rồi, nãy tập thấy kia thấy nặng quá. Lên giờ đi em. Vào. Nhưng mà phải gân được ngực lên. Lúc xuống cảm giác là rút cùi chỏ xuống thôi ấy. Cảm giác dùng tay kéo xuống là đéo thấy vào đâu. Tất cả những bài tập lưng nó vẫn quan trọng là cái đoạn mình cảm nhận được việc mình đưa cùi chỏ xuống ấy anh em. Kiểu đấy. Nếu các bạn dùng tay kéo xuống thì nó gần như là không thấy vào là rõ luôn ấy. Thật sự là đạt Zilla rất là khủng khiếp ấy. Người không quá nặng nhưng mà kéo tạ rất là nặng. Ờ thật.
tạ nặng người chỉ nặng 64 cân thôi nhưng mà kéo toàn 70. Kéo toàn 70. Body bằng body weight luôn. Ừ đấy, toàn kéo như thế thôi. Em mình 90 cân đến nơi rồi mình rất kéo. Mình kéo 70 cân thế nặng này. Lý do vì sao gọi là đạp Zilla là vì thế đúng không? Đúng rồi đấy. Rất là phi vật lý. Người hóa học không có tính chất vật lý gì trong đấy cả. Ui, mà ra đây mày nhìn vai sau Mr. Lý Thuyết này. Nhìn rồi, em đi suốt. Lúc em tập cùng ấy thì mẹ vai như cái đầu luôn ạ. À, cái đoạn vai sau nó ấy mẹ lên luôn này. Ba cái đầu luôn ạ. Vai. Ôi mà đúng là nhìn lên trời cảm giác nó vào hơn đấy. Ờ thôi nhìn lên trời đi. Tập bài này là phải có tiếng nước. Nhìn lên trời. Ui. Con men chuẩn. Chịu. Và đến bài thứ ba là chúng mình sẽ tập single arm pull down. Thì ở bài này thì chúng ta sẽ lắp như thế nào nhỉ, Mr. Lưu Huyết? Thì bài single arm pull down là để chủ yếu là để đánh vào phần lower lat. Ok, thì bài này các bạn hãy kiếm cho mình một cái ghế. Ghế mà các bạn hay dùng để đẩy ngực ấy. Thì các bạn để ở cái độ cao gần cao nhất, đặt ở một bên ở cái dàn kéo cam ấy. Như mình ấy là mình hay set up cái cây bồ nó cao ở nấc 14. Đấy, và mình sẽ ngồi vào đây, cầm dây cáp và kéo như bình thường thôi. Khỏe, khỏe điên. Kéo full tap luôn anh em ạ. Gần, gần full. Còn ba mức nữa là full tạ. Mình chắc chỉ kéo một nửa này thôi. Mà cái bài này thì hồi trước mình cũng tập rồi anh em ạ. Nhưng mà nó ở một cái phiên bản hơi khác hơn một tí. Ở phòng Blue Gym mình tập ấy, là mình ngồi cái ghế nó hơi khác. Với cả nói chung là cái setup nó không một bên chân nó chạm vào đây này để nó cản cái ghế nó trôi đi đó. Ok. Với cả mình kéo là mình kéo lệch sang một bên mà. Đây này đấy kia thế. À lệch sang một bên thế. Mình kéo là kiểu mình kéo cái tay bên phải này thì mình check bên trái thì đây là cái này nó chống hơn đấy. Nó thấp hơn so với em hay kéo hay sao ấy. Nhẹ nhàng quá. Ôi, vãi luôn, kịch không được, kịch không kéo được. Kịch kéo nó không vào ấy. Đây cả em phải ngồi gần. Em phải ngồi gần đâu một tí. Nhưng mà cái stack ở đây nó chỉ bằng một nửa so với cái mức tạ hiện nay đấy thôi. Thế là bây giờ nó ghi là 90, thực ra nó chỉ là 45 thôi ấy. Thế cho nên là kéo full stack thì cũng không có gì lắm đâu anh em ạ. Khỏe vãi đái ra. Wow, full stack cứ mẹ nhấp thế này. Còn thừa sức á, còn phải kéo thêm 5 ngày nữa. Nhấp ngày. Em có đi hết rom chó đâu. Kinh mẹ rồi, bảo không
Về đấy, tập này rất vào luôn anh em ạ, cực kỳ vào luôn. Đẹp đi em ơi. Nào, giờ để mình đổi góc này, góc ngoài lưng có vẻ ánh sáng nó không bắt được vào lắm anh em ạ. Cho ngoài đi. Ok. Bỏ của men anh em nhé. Rồi, buổi tập đến đây kết thúc anh em ạ. Bây giờ Thuyết có gì muốn nói với... Ok, thì buổi tập lưng hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Thì hôm nay là chắc là ngày tập cuối cùng trong năm 2023. Thì kết thúc năm cũ, chuẩn bị sang năm mới. Thì mình cũng chúc tất cả các bạn viewer ở kênh Mai Quang Huy luôn luôn mạnh khỏe và ăn uống tập luyện điều độ.
để năm tới độ cho mình một cái body mơ ước. Rồi, và có lẽ đây như Mỹ Thư Điều Thiết đã nói, đây sẽ là buổi tập cuối cùng của năm 2023 âm lịch. Xin chúc tất cả những người anh em theo dõi mình một năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, gặp sao hạnh phúc. Chúc cho tất cả anh em năm mới gọi là sẽ đạt được cái body mơ ước, cũng như là thôi mình không nghĩ ra cái gì đâu, nhưng mà chúc tất cả các bạn mọi điều, chúc các bạn tất cả trừ vất vả, ok đấy, thế thôi. Đạt Zila có gì muốn nói không nhỉ? Những gì mình muốn nói thì Đỗ Huy đã nói hết rồi nha mọi người nhá. Mọi người hãy subscribe cho Đỗ Huy và theo dõi những cái buổi tập tiếp theo của Đỗ Huy nhá. Và có lẽ sẽ có Idol Mr. Lý Tuyết và mình nữa, và nhiều người khác nữa. Mọi người hãy chú ý theo dõi nhá. Ok. Rồi, và hôm nay là 28 Tết, bọn mình quay video này, và chắc là cái ngày các bạn xem sẽ là ngày mai hoặc là ngày kia nhà đấy, tầm 29-30 Tết thì các bạn sẽ xem được video này. Hết hôm nay phòng tập đóng cửa rồi thì mình sẽ không đi tập nữa, mình sẽ ở nhà và ăn Tết đến ngày mùng mấy mình sẽ đi tập lại, mình chưa biết nữa, nhưng mà chắc là khoảng mùng 6 hoặc mùng 5 là mình sẽ đi tập lại. Còn mấy ngày Tết thì nghỉ, không tập gì hết, ok. Mấy ngày Tết chỉ ăn thì chơi thôi, không cần phải tập mấy ngày đấy làm gì anh em ạ. Cả năm mình có mấy ngày Tết, thế thôi nhá. Chào anh em nhá, video sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video đến giây phút này. Thôi, chúc anh em năm mới vui vẻ, ok. Gồng gồng cái gì đấy, em vào tay bên này nhá. Rồi, lại để làm cái thumbnail, ok, anh bên này nhá. Anh gồng nhai đi. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok.